Trời ơi. Đúng mánh đó các bạn ơi. Mấy con cá này chắc gần ký lô quá. Coi coi. Trời ơi. Nó bị miếng cua kẹp. Má ơi. Nó còn sống. Cái vô đồng mà nó như vậy. Ê cái chê đồng, cái chê suối mà nó bự vậy. Mày ơi. Chê nuôi thì nó bự hơn. Con cua nó kẹp. Nó còn sống nha các bạn. Giờ để nó dính chung với mấy con cua kẹp nó nè. Để ra chắc vậy kẹp mất hết mấy cái râu. Con cua nó ăn sạch. Ui. Tay tôi nè, anh chưa, cái cầm tay tôi nè, cái bàn tay tôi nè, cá chê dài hơn 1 feet thôi.